mình đang gắn cái bộ AB balance lên Mazda 6 nha. Bộ này mình dòng Mazda thì mình đã gắn cho CX5, Mazda 6 và Mazda 3 rồi nha mọi người. Thì Mazda thì nó cũng chung một kiểu à, mình gắn rất là dễ đó. Khi mình muốn sử dụng nó thì mình chỉ cần bấm remote hoặc là mình hẹn giờ đó, nhưng mà cái bấm remote thì nó chủ động hơn cho mọi người. Nước hoa thì mọi người có thể dùng nước hoa của Mercedes Benz, nước hoa bên em là sử dụng chính hãng của Mercedes. Hai nữa là mình sử dụng nước hoa của mọi người mang tới cũng được đó. Thì 20 suất đầu tiên là em sẽ có cái giá ưu đãi nhất, giá ưu đãi nhất nha mọi người. 20 suất đầu tiên em sẽ tặng nước hoa luôn. Xe này Mazda 6 nha. Thì cái này là mình gắn như zin, chỉ có câu điện từ nguồn của máy lạnh thôi chứ không có cắt khoét cái gì hết nha mọi người. Đây bộ của nó đây. Đây chỗ thuộc viên đang lắp ráp đây. Cho mọi người xem cái chai nước hoa của Mercedes này. Cái này là nước hoa chính hãng của Mercedes Benz nha mọi người. Đó, cái này là lắp khoảng tầm nửa tiếng thôi. Bẻ đi, hút lên. Rồi đó. Thì đó, thì cái tính năng này thì cái tính năng nổi bật của nó thì bọn em đã up lên website rất là nhiều rồi, lên fanpage Facebook cũng nhiều rồi, nên là mọi người cứ lên nó tham khảo. Có cái gì mọi người mà cảm giác chưa hiểu lắm thì mọi người cứ gọi vào số hotline 1900 2525 26, bấm phím 1 để em tư vấn cho nó rõ hơn về cái phần này nha mọi người. Đây có banner ở đây đó. Dạ thì cái bộ này rất là lợi hại. Bộ này giá nó chỉ bằng 1/4 cái bộ zin của Mercedes thôi nha. Nên là cái bộ máy của nó có 5,5 triệu thôi, còn cái bộ của Mercedes là tới 22 triệu.